Xin chào các bạn đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một chủ đề. Đây là một cái thông điệp chung, và thông điệp chung này thì các bạn sẽ không chọn tụ, mà thay vào đó thì các bạn sẽ lắng nghe thông điệp chung thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rút thông điệp nha. Mình sẽ cố gắng làm mỗi một tháng có một cái video như thế này để rút thông điệp cho các bạn. Thông điệp chung mà bạn cần nghe lúc này là gì trong cái thời điểm hiện tại? Thời điểm hiện tại thì dịch bệnh cũng như là tất cả mọi thứ nó đang rất là khó khăn, đúng không? Chúng ta sẽ cùng rút thông điệp nhé, xem mọi thứ sẽ như thế nào. Thông điệp dành cho bạn lúc này là gì? Thông điệp chung dành cho bạn lúc này là gì? Và hãy đón nhận nó một cách thật là cởi mở nha, vì đây cũng là thông điệp chung mà. Duy chỉ của nó khác đó là mình sẽ rút thông điệp chứ mình không chọn thành những cái tụ bài khác nhau, đưa thành những cái tụ bài khác nhau cho các bạn chọn nữa. Thì chúng ta sẽ chỉ có một video như thế này trong tháng thôi, còn đâu còn lại chị sẽ là chọn tụ như bình thường nhé. Thông điệp chung dành cho bạn là gì? Thông điệp chung dành cho bạn là gì? Một lá lửa nhà nào. Trong bộ này đi. Thông điệp chung dành cho các bạn lúc này là gì? Đón nhận nó thật là cởi mở này. Ok, đây là chúng ta đã có một cái tụ bài như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng xem nha. Các bạn đầu tiên có The Star. Đây là bộ Mana Mandora. The Star, S for Help. Thông điệp từ Mỹ Nhân Ngư, Miracle. Thing about to get really juicy. Liberation. Liberation. Look for a sign. Children. Five wand. Năm gậy, năm ly và hai priestess. Joy and proud. Ok. Với cái thông điệp này thì ok, đợi mình một xíu để mình liên kết các lá bài đã. Mình thấy ngay thời điểm này thì có thể là các bạn đang ở trong cái giai đoạn mà có rất là nhiều những cái xung đột, những cái đấu tranh trong cuộc sống của chính các bạn. Có những bạn thì đây là xung đột của bạn với những cái người xung quanh, có những bạn thì xung đột này nó đến từ chính bên trong của các bạn. Và mình thấy rằng là các bạn cảm thấy bản thân mình rất là tổn thương, rất là tan vỡ, rất là vụn vỡ với những thứ đang diễn ra xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Và các bạn đang chỉ mong muốn là giải phóng, giải phóng, giải phóng thật là nhanh để thoát khỏi cái tình huống thời điểm hiện tại thôi. Và thật ra thì các bạn phải biết là cái tình huống hiện tại, khi mà các bạn có những cái mâu thuẫn, những cái khó khăn, những cái xung đột ấy, nó đang hướng các bạn về những cái nỗi đau, những cái vấn đề đến từ bên trong bản thân của các bạn. Có những bạn sẽ là những cái tổn thương liên quan đến đứa trẻ bên trong các bạn. Đứa trẻ bên trong của các bạn có thể tổn thương do gia đình. Ví dụ như gia đình đối xử với các bạn có vấn đề này, hoặc là gia đình các bạn có tổn thương, có không hạnh phúc, vân vân mây mây đại loại. Nó có thể là bất kỳ điều gì nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến cái đứa trẻ bên trong này của các bạn. Và từ đó nó khiến cho các bạn nhìn nhận, hành xử tất cả mọi thứ nó cũng bị lệch đi rất là nhiều. Thì mình thấy rằng là ở đây á, đang nói cho các bạn biết, đang hé mở cho các bạn biết một cái hành trình mới đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Và đây là một cái hành trình rất là dài, với đem rất là nhiều những cái hy vọng đem đến cho cuộc sống của các bạn. Và nếu như trên đường mà bạn đi, bạn gặp những cái khó khăn, và ngay thời điểm hiện tại các bạn đang gặp những cái khó khăn ấy, hãy hỏi đến sự giúp đỡ của những cái người xung quanh. Và nếu như những người xung quanh họ, có ai đó họ cũng đang rơi trạng thái khó khăn và muốn bạn giúp đỡ ấy, thì nếu như có thể đừng ngần ngại giúp đỡ họ. Bởi vì cái sự giúp đỡ nhau ở ngay cái thời điểm hiện tại này đang rất là quan trọng nhá. Và
mình thấy rằng là niềm vui rồi sẽ một lần nữa đến với chúng ta mà thôi, đến với tất cả các bạn mà thôi. Và hãy chuẩn bị cho những cái điều juicy, ngọt ngào, những cái điều mà mọng nước tuyệt vời, thú vị sẽ đến với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ đón nhận một cái niềm vui hân hoan và chúng ta sẽ cảm thấy rất là tự hào với những gì mà chúng ta đã đạt được, đã vượt qua được. Có thể ngay bây giờ thì có thể thời điểm tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu nhận được những cái tín hiệu tích cực, những cái tín hiệu tích cực đến với chúng ta trong cái giai đoạn tiếp theo. Và mình hy vọng là tất cả mọi người trong chúng ta sẽ đều có thể giữ vững được cái tinh thần, được cái niềm tin vào cuộc sống, vào mọi thứ đang diễn tiến, đang diễn ra ở cái thời điểm hiện tại. Và cho dù bạn đang ở trong cái tình huống nào, có liên quan đến dịch bệnh hay không, hay là liên quan đến gì đó hay không, thì cái điều đấy không cần biết, nhưng hãy biết rằng là hành trình phía trước đang chờ chúng ta là một hành trình mới. Và ở đó sẽ có những niềm vui, sự tự hào. Đây này, Brown giống như là một cái người mà họ đạt được cái thành tựu nào đó và họ đang cầm trên tay cái cúp này. Và cho nên là hãy tin tưởng vào sự chiến thắng của bạn, của chúng ta trên cái hành trình này mà chúng ta đang đi. Vì đây là thông điệp chung mà, cho nên nó có thể là đối với mỗi người thì nó sẽ khác nhau. Nhưng mình thấy rằng là hãy tin tưởng vào những phép màu sẽ đến với chúng ta, miracle. Và chắc chắn là các bạn phải biết rằng là những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, nó đang phản ánh những cái vấn đề gì đó, bài học gì đó mà chúng ta cần phải nhìn nhận và giải quyết. Có rất là nhiều bạn có thể thời điểm này các bạn sẽ dành rất là nhiều thời gian cho bản thân để xem xét lại, để soi xét lại bản thân của mình xem có cái vấn đề gì và giải quyết nhé. Thêm vào đó thì mình thấy là có thể rất là nhiều bạn đây, trực giác của các bạn sẽ rất là phát triển. Các bạn sẽ có thể cảm nhận được những cái thay đổi tiếp theo đang đến ở đây. Vừa có lúc foresight của High Priest này, có thể sắp tới đây cũng có thể một cái điều gì đấy sẽ được đem đến với bạn, như kiểu như bộc lộ ra một cái sự thật nào đó được đem đến trong cuộc sống các bạn trong thời điểm tiếp theo. Mình ham rút quá, bây giờ thì mình cũng phải rút nhá. Ok, mình sẽ rút trong bộ nào đây nhỉ? Đây, trong bộ này đi. Mình khá là thích bộ bài này. Bộ này là bộ câu trả lời từ những thiên thần. Rút bài ra thì mình đã cảm thấy rất là tuyệt vời với những cái lá bài rất là tích cực ở đây rồi. Chắc chắn ngày này nó sẽ tới. Các bạn hãy tin tưởng vào hành trình mà các bạn đang đi, với những gì mà các bạn đang đối mặt nhá. Niềm vui sẽ đến với bạn, sự tự hào, sự một cái thành quả nào đó mà chúng ta mà bạn sẽ đạt được và chúng ta sẽ đạt được. Thông điệp chung ở thời điểm hiện tại dành cho tất cả chúng ta là gì, cho các bạn là gì? Nó có thể là bất kỳ cái gì nha, không nhất thiết phải liên quan đến dịch bệnh hay là gì đó đâu. Có những bạn thì có thể là các bạn đang phải đấu tranh với một... Wow, các bạn có thấy cái lá mà nó bị bắn ra đây mình vừa lấy không? Các bạn có listen to your intuition. Hãy lắng nghe cái trực giác của các bạn. Cái High Priest ở đây cũng là lắng nghe cái trực giác của các bạn. Cái trực giác của các bạn nó sẽ rất là mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại nha. Có thể là thông qua các bạn cũng sẽ nhận được những cái thông điệp gửi qua rất là nhiều cái phương tiện, ví dụ như là những cái bài đăng trên Facebook, những cái thông điệp ở đâu đó, hay là trong những cái giấc mơ của các bạn, hoặc là nó nảy ra từ trực giác của các bạn. Với những ai mà đang bối rối, mà đang cảm thấy tâm trạng rất là tồi tệ, thì các bạn hãy làm như nào đó để có thể giữ được cái sự bình tĩnh cho mình, thì cái trực giác bên trong nó mới có thể, bạn mới có thể lắng nghe nó được. Còn nếu không thì rất là khó, khi mọi thứ đang rất là hỗn loạn mà, đúng không? Ok, Big Happy Chain nó bắn ra nha mọi người ơi. Đấy là bắn ra nha, Big Happy Chain đấy nha. Phải hôm nay phải trả trực tiếp như thế này, có mọi người lại, một số người lại bảo mình sắp xếp thông điệp. Ok, Big Happy Chain. Rồi mình cảm thấy là chúng ta có thể kết được cái trải bài này ở đây rồi. Chắc chắn là một cái sự thay đổi lớn sẽ đem đến cho chúng ta những niềm vui và hạnh phúc sẽ được đem đến trong cuộc sống của chúng ta, của các bạn. Và nhớ là đằng sau những cái câu chuyện này, đằng sau những cái vấn đề này các bạn đang trải qua trong cuộc sống, trong công việc, trong chuyện tình cảm hay trong bất kỳ một cái điều gì đó ấy, nó đang giúp các bạn để nhìn nhận lại mọi thứ và giống như là tung cánh, bung xõa, vượt ra khỏi những cái hàng rào, những cái quy chuẩn, hay là vượt lên những cái sự tổn thương, chữa lành, chịu trách nhiệm với những tổn thương mà các bạn có đến từ bên trong. Mình sẽ cố gắng rút thêm đúng một lá nữa thôi trong bộ bài này, bởi vì cái bộ bài này thì nó có kiểu các cái nó có mô tả về một số cái tổn thương mà một số các bạn có thể có ở đây.
Đây, các bạn có lá bài này thì lá bài này nó nói về cái việc đấy là có thể là các bạn sẽ tìm thấy những cái chiếc chìa khóa để mở cái cánh cửa trái tim của các bạn. Có những người thì các bạn mở rộng trái tim ra để đón nhận yêu thương, đón nhận tình yêu mới. Có những bạn thì biết cách làm sao đó để có thể là đón nhận nhiều hơn từ những cái người xung quanh. Có thể trước đây các bạn không dám đón nhận điều gì cả và cảm thấy mình không xứng đáng chẳng hạn. Thì sau những cái giai đoạn này thì các bạn sẽ thoát ra khỏi cái tình huống như thế nhé. Ok, và đó là thông điệp chung dành cho các bạn ngày hôm nay. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ thích những video như thế này. Thì mình sẽ cố gắng để làm những video như thế này mỗi tháng một lần chẳng hạn. Ok, cảm ơn các bạn lắng nghe. Bye bye.